Và bây giờ mình sẽ điều khiển để cho các bạn xem này. Bạn gái mà mình đang quay đây là bạn ấy hơn hơn 8 tuổi rồi nhá. Tuy nhiên là bạn ấy cũng hơi còi cho nên bạn sẽ tầm khoảng 26, 27 cân thôi. Đây mình điều khiển để cho các bạn xem này. Tiến này, đấy, vẫn chạy tương đối ok bởi vì dòng này chạy 4 động cơ. Đây mình quay cái ghế để cho các bạn xem. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Xe Cho Bé Bông Kit. Hôm nay Bông Kit xin gửi đến các bạn video giới thiệu về dòng xe ô tô điện trẻ em mang tên Rolls-Royce Phantom R8. R8 là dòng xe dạng thiết kế dạng xe sang, chạy 4 động cơ ắc quy 12V, phù hợp cho một bé dưới 8 tuổi và có tải trọng dưới 40 kg. Và bây giờ Bông Kit sẽ quay gần hơn để cho bố mẹ có thể quan sát chi tiết cũng như là đánh giá một cách chính xác nhất về chất lượng của dòng xe R8 này nhé. Đầu tiên là về chất liệu nhựa thì dòng xe R8 này được làm từ 100% nhựa cao cấp cho nên rất chắc chắn, bóng đẹp, có độ bền cao. Và khi các bạn được nhìn thực tế thì các bạn sẽ thấy là cái nhựa của dòng này nó rất là mịn và dày. Đấy, cho nên là nó sẽ đem đến một cái sự chắc chắn và yên tâm cho bố mẹ. Và đặc biệt là dòng xe này thì cái nhựa của nó là không có mùi. Đấy, rất an toàn cho bé. Và đây là đầu xe thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là R8 này là được thiết kế theo phong cách của hãng Rolls-Royce, một cái thương hiệu gọi là xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Cho nên là cái mẫu mã của nó được thiết kế chuẩn giống như xe thật. Nổi bật ở chính giữa đây là hệ thống lưới tản nhiệt mô phỏng và nó làm cho cả cái phần đầu xe này nó rất là đẹp. Hai bên là hệ thống đèn pha, mỗi bên thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có 4 bóng đèn pha. Cái bóng này thì là có sáng cho nên là khi mà các bé đi vào buổi tối thì cái xe nó sẽ trở nên lộng lẫy hơn. Hai bên đều được phối những cái đề can rất là đẹp, làm cho cái xe trở nên sang trọng hơn. R8 này thì được thiết kế dạng rất là cao thành, cái gầm xe cũng cao mà cửa cũng cao. Đấy cho nên là khi mà các bạn nhìn thấy ở trên cái phần táp lô này này thì các bạn thấy là thiết kế nó rất là đơn giản nổi bật với cái logo biểu tượng của Rolls-Royce. Và khi mà mình quay xa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái dòng xe này gầm của nó sẽ cao hơn các loại xe sang khác. Cho nên là trông xe nó dễ khỏe khoắn hơn các loại xe gầm thấp. Bánh xe của Phantom R8 thì được làm từ nhựa cao cấp. Cho nên là đi nó sẽ vận hành tốt trên nhiều cung đường và bền theo thời gian. Cái đường kính lốp xe thì khá là rộng, rơi vào gần 40 cm. Nếu mà xét so với các cái loại xe sang trọng ấy thì là dòng R8 này có đường kính bánh xe to nhất. Cho nên là trông xe sẽ cao thành khỏe khoắn. Cái chiều rộng của bản lốp cũng tương đối là rộng, cùng với các đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt. Phía bên ngoài là hệ thống la răng trang trí vừa để che cái ốc bên trong đi, để bảo vệ cái ốc này. Cái thứ hai là trông cái bánh xe nó sẽ đẹp và nổi bật hơn. Đây các bạn cùng quan sát cái cánh cửa. Cánh cửa thì được thiết kế chuẩn giống như xe thật, rất là cao thành, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bé, kể cả những bé nhỏ. Và phía bên ngoài thì được thiết kế thêm cái hệ thống tay cầm mô phỏng chuẩn giống như xe thật. Phía bên trong thì có chốt cài, khi mà bé ngồi lên thì mình sẽ cài chốt lại, rất là an toàn. Bậc bước lên bước xuống chuẩn giống như xe thật luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy ngay cả cái phía mặt bên trong của cái cánh cửa nhá, cũng rất là giống với xe thật. Đây khi mà bé lên rồi thì mình sẽ đóng chốt lại, rất là chắc chắn. Phía đuôi xe thì được thiết kế rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, và nổi bật là hai
đèn xi nhan mô phỏng này. Và mỗi bên là hai ống xả mô phỏng. Và bây giờ chúng mình cùng quan sát kỹ về cái ghế ngồi. Đây là dòng xe thiết kế dạng một chỗ ngồi rộng phù hợp cho một bé dưới 8 tuổi hoặc hai bé nhỏ dưới 4 tuổi ngồi sát với nhau. Đây các bạn có thể quan sát thấy là bạn trai mình đang quay đây là bạn ấy gần 5 tuổi nhưng mà bạn ấy ngồi cái ghế còn rất là thoải mái này. Thứ nhất là về cái độ rộng cũng còn rất là rộng này, con ngồi thôi, ngồi thẳng. Con ngồi xuống, ngồi sát về một bên. Đấy. Nếu mà bạn ấy ngồi sát về một bên thì về cơ bản là mới chỉ hết một nửa ghế. Đấy. Và hơn nữa là cái khoảng cách từ cái đầu gối cho tới cái táp lô này cũng còn khá là rộng. Đấy cho nên là dòng xe này với các những cái bạn dưới 8 tuổi thì ngồi rất là ok. Ghế thì đây là dòng ghế da rất là mềm này. Ghế da phối màu chuẩn giống như ghế da của xe thật này. Và trên cái lớp da này thì có tạo các cái lỗ rất là thoáng cho nên là khi mà bé ngồi lâu cũng không bị nóng. Và xe còn được trang bị thêm hệ thống dây an toàn, có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây cho phù hợp với độ tuổi của bé. Dây an toàn thì được làm từ dây dù rất là mềm và chắc chắn. Và đây là toàn bộ các cái nút vận hành ở trên xe, các cái nút quan trọng thì đều được thiết kế ngay ở trên táp lô. Đây là dòng xe khởi động bằng chìa khóa. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ có một đôi chìa khóa này. Đấy. Khi mà bật khởi động ấy thì là xe nó sẽ phát ra cái âm thanh khởi động rất là hầm hố. Bên cạnh chìa khóa đây là cái cần gạt số tiến số lùi để chọn trong cái trường hợp mà bé đi trên ga thì gạt cần số lên trên, tức là chữ D này. Đồng thời ấn chân ga, xe đi tiến này. Để ở giữa tức là chữ P ấy, là xe sẽ không đi, ấn chân ga không đi. Gạt hẳn xuống dưới tức là chữ R này, ấn chân ga là xe sẽ đi lùi. Đây là dòng xe chạy 4 động cơ Acquy 12V, chạy êm, nhanh, dần đều, không giật cho nên là bố mẹ hoàn toàn yên tâm khi cho các bé ngồi nhé. Nút xanh bên cạnh đây là công tắc bật tắt đèn. Đây mình có thể quay cho các bạn xem khi mà mình bật đèn thì kể cả đèn phía đằng sau này sáng này và đèn đằng trước sáng rất là đẹp. Bởi vì mình đang quay ban ngày cho nên các bạn nhìn có thể là nó không rõ lắm nhưng mà buổi tối thì nó sẽ rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, đèn nó sáng này. Tiếp theo là nút đỏ. Nút đỏ là nút bập bênh. Khi mà chọn chế độ bập bênh tức là chế độ rung tại chỗ thì xe nó sẽ lên xuống tại chỗ như thế này. Cái chức năng này thì các cái bé mà dưới 2 tuổi thì rất là thích. Các bé có thể vui chơi tại chỗ hoặc là vừa ngồi trên xe vừa ăn. Đây là một trong những cái chức năng cơ bản mà hầu hết xe ô tô nào cũng có. Mình sẽ chỉ chọn được một trong hai chế độ, nếu mà vui chơi tại chỗ bập bênh thì sẽ không đi được. Đấy, và nếu mà đi được thì sẽ không bập bênh được. Đó là một trong hai chức năng. Chân sạc thì ở mép ghế ở trong khoang chỗ ngồi có cái biểu tượng tia chớp ở đây. Và đây là vô lăng. Đây là dòng xe thiết kế kiểu xe sang cho nên là vô lăng cũng được thiết kế rất là sang trọng với vô lăng tròn ở chính giữa. Hai bên thì có thêm tích hợp thêm nút còi và nhạc. Và phía bên tay trái là toàn bộ các cái nút liên quan đến nhạc. Đây là cổng kết nối USB AUX, đây là hai cái nút để trong cái trường hợp mà bé không muốn nghe những cái bài hát ở sẵn ở trong xe thì bố mẹ có thể tải vào USB để cắm vào đây, khi đó thì nó sẽ phát ra xe. Và đây là cái nút để cắm kết nối giữa xe với lại điện thoại để bố mẹ có thể bật nhạc từ điện thoại để phát ra xe. Và đây là đèn báo acquy. Hiện tại thì nó sẽ có 4 vạch và mình khi mà mình đi thì nó sẽ giảm dần đi. Tiếp theo là 4 cái nút này thì sẽ là liên quan đến nhạc này. Đây các bạn có thể bật nhạc và còi và nhạc ngay ở trên đây. Nút đầu tiên là nút còi này. Nhạc này. 3 nút sau là liên quan đến nhạc. Các bạn cứ ấn nhấp nhả thì nó sẽ ra các cái bài hát khác. Ngoài ra thì mình có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách là ấn giữ V cộng
Đây mình bật thử một bài nhạc cho các bạn xem. Music mode. Ấn giữ V trừ âm lượng nhỏ này. Ấn giữ V cộng âm lượng tăng. Đây là dòng xe trẻ con cho nên là thiết kế các cái nút rất là dễ sử dụng. Phụ kiện đi kèm của xe thì có một sạc 12V. Sạc này thì là sạc chân tròn sử dụng chung cho tất cả các loại xe 12V. Đây các bạn chỉ cần cắm cái chân sạc vào mép ghế ở đây. Đó. Và đầu này thì cắm vào nguồn điện. Thì các bạn lưu ý là khi mà cắm sạc là xe nó sẽ ngắt hoàn toàn, cho nên là sẽ không sử dụng được. Các bạn muốn sử dụng lại xe các bạn phải rút hoàn toàn sạc ra khỏi xe. Lúc cắm sạc thì đèn ở trên củ sạc sẽ là màu đỏ và lúc đầy thì sẽ chuyển thành màu xanh. 3 lần đầu mình lên sạc tầm 10 đến 12 tiếng, những lần sau sạc 8 đến 10 tiếng tức là đầy thì mình sẽ rút ra. Và để cho ắc quy nó bền thì các bạn lưu ý là mình cứ sạc đầy và đi gần hết đi thì hãy sạc. Trong 3 tuần nếu không sử dụng đến thì cũng lên sạc một lần để đảm bảo ắc quy nó không bị hết kiệt. Và tiếp theo đây là chiếc điều khiển từ xa. Điều khiển từ rất là nhỏ gọn nhưng có thể bắt được cái khoảng cách từ 20 đến 30 mét. Đây là một trong những cái dòng mà có cái chiếc điều khiển mà có thể nói là đẹp nhất trong các loại. Các loại khác thì điều khiển nó không được đẹp như thế này. Đây trên điều khiển thì có các cái nút liên quan đến đi tiến, đi lùi theo chiều mũi tên này. Đó, lùi này. Quay trái, quay phải. Ngoài ra thì nó có tích hợp thêm một số các cái nút khác ở trên đây. Speed trừ speed cộng là điều chỉnh âm chiều, điều chỉnh tốc độ. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Tốc độ nó sẽ tỷ lệ với cái đèn. 1 đèn, 2 đèn, 3 đèn, 4 đèn, 5 đèn, 6 đèn tương ứng với 6 tốc độ nhanh chậm khác nhau. Ngoài ra thì nó còn một số các cái nút khác này. Đây là nút bập bênh này. Các bạn có thể bật tắt bập bênh. Các bạn lưu ý là bật tắt bập bênh ở trên điều khiển thì mình cũng sẽ phải tắt ở trên điều khiển. Còi này. Nhạc này. Ba cái nút này đều là nhạc. Đây các bạn lưu ý nhé. Bốn cái nút theo cái trong cái hình nó kiểu mũi tên như này này. Nút trên này là còi này. Còn ba cái nút này. 1, 2, 3 là nhạc này. Đây là nút bật tắt đèn này. Lighting này, bật tắt đèn. Stop là tạm dừng. Đây, khi mà bấm tạm dừng thì đèn nó nhấp nháy như thế này thì xe sẽ không điều khiển được cả chân ga và điều khiển. Các bạn muốn xe sử dụng lại thì các bạn sẽ bấm lại vào nút stop này. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa về các cái góc cạnh của dòng xe Phantom R8. Nếu bố mẹ nào còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới dòng xe này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới shop qua số 0989348280 thì nhân viên của Bonkit sẽ liên hệ lại để tư vấn cho các bạn. Ngoài ra thì Bonkit còn rất là nhiều các cái mẫu khác, từ xe đạp tròi chân 3 bánh thăng bằng, scooter, ô tô, xe máy. Tất cả các mẫu đều được cập nhật đầy đủ ở trên trang web bongkit.com. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web bongkit.com hoặc thế giới xe cho bé.com để xem các mẫu. Ngoài ra thì các bạn đừng quên ấn vào nút like xe để tiếp tục cập nhật thêm các cái video mới của shop cũng như là để truyền tải các cái thông tin của shop đến cho các bố mẹ đang có nhu cầu mua xe cho bé nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của shop. Chúc các bạn một ngày tốt lành.